While sleeping, healing comes in the heart of darkness, out from the abyss. As a light that blinds my eyes, now as a kid. Anh là Yon Kim Nguyễn Hữu Thành. Em là Isabel Trần Thị Ngọc. Nhận em Isave Trần Thị Ngọc làm vợ của anh. Nhận anh Yon Kim Nguyễn Hữu Thành làm chồng của em. Và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh